Xin chào tất cả các bạn nhé. Không biết là trong thời gian vừa rồi ấy, thì cái việc chăm sóc các bạn mèo của các bạn như thế nào? Nhưng mà đối với gia đình nhà mình ấy, thì thật sự là nó khá là vất vả. Bởi vì sao? Vợ mình có về quê để sinh em bé, nên là mọi cái việc chăm sóc cho ăn, cho uống, dọn vệ sinh cũng như là chơi cùng với các bạn mèo là do một mình phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa là cái thời gian vừa rồi ấy thì cái dịch Covid-19 nó bùng phát tương đối là mạnh. Nó ảnh hưởng đến đời sống của tất cả chúng ta. Thì ngoài cái việc mà chúng ta đi chợ mua thực phẩm cho các bạn mèo ấy, thì rất là khó khăn bởi vì người ta ngăn sông cấm chợ. Việc đi mua thực phẩm cho con người đã khó rồi, chưa nói gì đến việc chúng ta chuẩn bị thức ăn cho các bạn ấy. Chính vì cái lý do đấy ấy, thì mình đã chuyển cái thực đơn của các cái bạn mèo nhà mình từ chủ yếu là cho ăn pate tươi sang cái việc mà cho ăn thức ăn hạt khô. Đấy. Và mình cũng tin rằng là rất nhiều bạn trong số những người nuôi mèo của chúng ta là cũng không có đủ thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng các bạn ý để chuẩn bị thức ăn. Đấy. Chính vì vậy mà cũng nhiều người là lựa chọn cái thức ăn là hạt hay còn gọi là cám mèo đấy. Nhưng mà không phải bạn nào thì cũng tìm hiểu kỹ, tìm hiểu sâu về cái thức ăn hạt khô này. Mà đa số các bạn đi mua mèo thì được người nọ người kia giới thiệu đấy, và các bạn là chủ yếu là cứ đến bữa thì các bạn cho lấy thức ăn ra cho ăn mà cũng không tìm hiểu là lên cho ăn như nào cho nó hợp lý. Thì mình cũng đã tìm hiểu tương đối là kỹ và sử dụng được thời gian khá là dài đấy. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái những cái hiểu biết của mình về cái thức ăn hạt. Thì đầu tiên, dù chúng ta sử dụng bất kỳ các cái sản phẩm nào, đặc biệt là các cái sản phẩm về thực phẩm ấy, thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái nhà cung cấp, các cái nhà sản xuất, để làm sao mà chúng ta có được một cái sản phẩm nó chất lượng từ những cái công ty uy tín, như là tránh về hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Thì cái việc mà sử dụng thức ăn hạt này thì chúng ta phải hiểu đó là một cái hỗn hợp thức ăn, cũng giống như tương tự như là cám lợn, cám gà đấy. Nhưng mà khác ở cái là cám lợn, cám gà ấy, thì cái thành phần chính của nó là tinh bột, còn cái thức ăn cho chó mèo, bởi vì nó là động vật ăn thịt mà, thì cái thành phần chính của nó phải là thịt hoặc là các cái sản phẩm phụ từ thịt như là gan hoặc nội tạng. Thế ngoài ra thì nó cũng được phối trộn thêm với các cái loại như là ngũ cốc, khoáng, vitamin đấy. Vân vân. Và nó đã được các cái chuyên gia về dinh dưỡng cũng như là các cái công ty người ta phối trộn theo những cái công thức, theo những cái tỷ lệ nó phù hợp với lại từng giống, từng lứa tuổi. Chúng ta có thể tiện cho cái việc sử dụng mà không ảnh hưởng tới cái sức khỏe của các cái bạn mèo của chúng ta. Thì bất kỳ cái sản phẩm nào thì đều cũng có những cái lợi ích và những cái hạn chế. Thì cái thức ăn hạt khô này cho mèo ấy, thì cũng tương tự như vậy. Nó cũng có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm. Thì ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm đầu tiên mà ai trong số chúng ta cũng phải công nhận đó là khá là tiện lợi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian
ngoài tiết kiệm được thời gian mà chúng ta phải chế biến thức ăn cho các bạn mèo, chúng ta còn tiết kiệm được cái thời gian trong cái việc mà sau khi ăn xong ấy, chúng ta dọn dẹp cái bát ăn bát uống của các bạn mèo. Cái lợi ích thứ hai là nó tương đối sạch sẽ, và chính vì nó sạch sẽ như vậy ấy, nên là nó tránh được một số các cái bệnh về đường ruột, đặc biệt là các bệnh về ký sinh trùng như giun sán. Đấy. Nó cũng giúp cho cái phân của mèo ấy nó vón cục lại, nên là nó khá là tiện lợi trong cái việc chúng ta xử lý cái phân. Cái việc mà chúng ta sử dụng hạt này nó cũng hạn chế được cái lượng nước mà các bạn mèo đưa vào cơ thể ấy. Chính vì vậy mà nó cũng tiết kiệm được cái cát vệ sinh hơn rất là nhiều đấy. Và cái ưu điểm thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là nó đã được chế biến phù hợp với lại từng giống và từng lứa tuổi. Nên là chúng ta chỉ việc mua về và cho ăn thôi. Chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đến mèo đã đủ dinh dưỡng chưa, bởi vì những cái thức ăn này người ta đã chế biến nó phối trộn nó phù hợp rồi, nên là chúng ta không cần quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm đến là chúng ta cho ăn đúng lượng đối với từng lứa tuổi đấy thôi. Mặc dù là có những cái ưu điểm như thế thì cái thức ăn hạt thì nó vẫn có những cái nhược điểm mà chúng ta không thể tránh khỏi. Đó chính là vì là nó không có nhiều nước như cái thức ăn tươi. Chính vì thế chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ lượng nước đấy cho các bạn ý, để tránh các cái bệnh về 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 đường tiết niệu như là sỏi thận. Đấy. Cái nhược điểm thứ hai mà thức ăn khô có thể có thì đó là nó theo mình so sánh ấy, thì nó không rẻ hơn, thậm chí là có thể là đắt hơn so với lại cái thức ăn tươi chúng ta tự chế biến đấy, nên là chúng ta cũng cần phải cân nhắc về tài chính khi mà chúng ta lựa chọn các cái loại thức ăn hạt khô. Chúng ta cũng nếu như mà chúng ta nuôi ít thì không sao, nhưng nhà mình nuôi nhiều này thì chắc chắn là không thể lựa chọn những cái loại nó quá là cao cấp, bởi vì là chi phí nó sẽ đắt hơn rất nhiều. Cái nhược điểm thứ ba ấy mà thức ăn khô có ấy, đó chính là việc các cái loại thức ăn khô cao cấp nó quá ngon ấy, sẽ dẫn đến việc các bạn mèo của chúng ta có thể là bị nghiện và bỏ bê các cái loại thức ăn tươi. Đồng thời là khi chúng ta chuyển sang các cái loại hạt mới ấy, thì nó sẽ biếng ăn, nó sẽ không ăn. Đấy. Thì có thể gây cái hiện tượng mà biếng ăn ở mèo. Đấy. Thì vừa rồi ấy, thì mình đã chia sẻ với các bạn về cái thức ăn khô nó là cái gì, thức ăn hạt nó là cái gì, cũng như là những cái ưu nhược điểm của nó ra sao. Thì sau đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn một số những cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng cái thức ăn hạt khô cho mèo để làm sao cho nó hợp lý và nó tốt nhất cho các cái bạn mèo của chúng ta. Thì thứ nhất là như lúc đầu tiên mình đã nói thì chúng ta phải lựa chọn các cái nhà sản xuất, các cái công ty có uy tín trên thị trường để tránh các cái hàng giả, hàng trôi nổi trên thị trường. Thì như hiện nay thì có một số cái loại thức ăn cho mèo nổi tiếng như là Wecat, Mio, Rio Canin hay là Zenith. Đấy, đấy là một số cái loại thức ăn cho mèo tương đối là nổi tiếng và chất lượng cũng khá là ok.
Cái thứ hai là vì nó được chế biến ở dạng khô ấy, nên là chúng ta phải bổ sung nước đầy đủ. Bao gồm là khi mà chúng ta cho ăn thì chúng ta cần phải có một cái bát nước sạch bên cạnh. Đồng thời là chúng ta có thể bổ sung nước bằng việc trộn chung với lại thức ăn tươi, hay là chúng ta có thể ngâm hạt trong cái sữa hoặc nước ấm với tỷ lệ 1:1, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng các cái loại nước luộc thịt hay là nước xương đấy, để chúng ta tăng thêm cái mùi vị cho các cái bạn mèo của chúng ta, tránh các cái bệnh về đường ruột hay là táo bón. Cái lưu ý thứ ba mà mình muốn nhắc đến ở đây là chúng ta không được sử dụng thức ăn của mèo cho chó ăn, và ngược lại là không sử dụng thức ăn của chó cho mèo ăn. Đồng thời là không sử dụng thức ăn của mèo to cho mèo nhỏ ăn và thức ăn của mèo nhỏ cho mèo to. Thì hiện nay trên thị trường ấy, mình nhà như nhà mình đang sử dụng ấy, đó là nhà mình sử dụng cái nhà hạt cát ai. Thì tại sao? Bởi vì là cái hạt cát ai này nó phù hợp với lại tất cả các lứa tuổi, từ nhỏ, từ mèo tập ăn đến mèo trai và mèo trưởng thành. Chúng ta chỉ quan tâm đến là việc là chúng ta cho ăn lượng bao nhiêu thôi. Còn thành phần dinh dưỡng thì đã được mix để phù hợp với lại các cái lứa tuổi của mèo. Cái lưu ý thứ tư mà mình muốn chia sẻ trong cái bài ngày hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ đó là chúng ta lựa chọn các cái loại thức ăn khô phù hợp với lại thể trạng của mèo nhà mình. Có nghĩa là sao? Hiện nay trên thị trường thì có nhiều loại thức ăn cho mèo, có thể chia làm hai nhóm chính, đó là thức ăn khô loại thường, có nghĩa là ăn để các bạn ấy chỉ duy trì thôi. Thì cái loại này cũng có khá nhiều cái mùi vị, như là vị của bò, vị gà hay là vị cá. Đấy, thì chúng ta có thể là lựa chọn tùy từng khẩu vị của các bạn mèo nhà mình nhé. Cái loại thứ hai đó là cái loại thức ăn khô chức năng, là các loại thức ăn khô mà có chứa các cái chức năng đặc biệt như là tốt cho lông, cho da, dành cho mèo giảm cân, hay là dùng để tiêu hóa búi lông hoặc là hỗ trợ các cái bản năng của mèo. Thì tuy nhiên là các cái loại này khá là đắt, nên chúng ta cũng cần phải cân nhắc tài chính khi lựa chọn cái thức ăn thực phẩm cho mèo, để giảm bớt cái chi phí xuống. Nếu không là những cái chi phí mà chúng ta dành cho nuôi các cái bạn thú cưng của chúng ta nó khá là cao, nó tốn kém về chi phí cho chúng ta, đặc biệt là trong cái mùa dịch như thế này. Cái thứ năm mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cho mèo ăn đúng với liều lượng của nhà hướng dẫn, nhà sản xuất. Tại vì sao như vậy? Có nhiều bạn khi mà sử dụng cái thức ăn hạt khô ấy, thì thường bảo là cho ăn thì có một tí như vậy thì làm sao mà các bạn mèo no được. Thì các bạn phải nên nhớ rằng nhé, cái thức ăn hạt nó được chế biến dưới dạng khô. Chính vì vậy mà khi mèo của chúng ta ăn vào thì nó cần phải uống nước, và khi nó uống nước thì các cái hạt này nó sẽ hút nước và nó sẽ trương nở ra. Đấy, nó sẽ tạo cho mèo của chúng ta cái cảm giác no bụng, nên là các bạn đừng 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 sợ là nó đói. Đấy, nếu như các bạn cho ăn vô tội vạ thì cái thức ăn hạt khô này cực kỳ dễ gây ra cái hiện tượng mà béo phì. Đó, bởi vì là các cái thành phần trong đấy nó người ta đã được mix theo cái tỷ lệ nó phù hợp rồi, thì không có lý do gì mà chúng ta cho ăn nhiều hơn, vừa gây ra sự tốn kém vừa là không tốt.
không tốt cho các cái bạn mèo của chúng ta. Đấy. Trên đây là những cái mà mình đã tìm hiểu về cái thức ăn hạt và muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng sau cái video này thì các bạn sẽ lựa chọn, thứ nhất là lựa chọn cho mình một cái hãng thức ăn nó phù hợp, cũng như là có một cái chế độ ăn phù hợp với các bạn mèo để làm sao mà tốt cho sức khỏe của những chú mèo của chúng ta. Đấy. Nếu như các bạn mà có cái thắc mắc gì hay là có những cái câu hỏi liên quan thì các bạn có thể để lại dưới phần comment và mình sẽ đọc và trả lời các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.